Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn. Ngày hôm nay em sẽ test 5 mạch micro 12V đơn V2. Vâng, khi các bạn mua hàng sẽ có một mạch. Thứ nhất, một mạch micro 12V đơn V2 và hai dây ba chân kết nối tín hiệu đầu vào và đầu ra, và một dây kết nối nguồn cho mạch, và có núm vặn đi kèm theo sản phẩm ạ. Và giá bán hiện tại bên em đang bán là 280k cho một mạch ạ. Và bây giờ em sẽ kết nối với mạch 420W mono để test mạch ạ. Vâng, và bây giờ em sẽ kết nối để em test mạch thứ nhất ạ. Và theo thứ tự từ A35 đến A40 ạ. Vâng, và đây hai chân là cái nối nguồn vào cho mạch ạ. Và các bạn kết nối đúng cực âm và dương ạ, không mạch sẽ cháy ngay lập tức ạ. Vâng, và đầu tiên em sẽ test music trước ạ. Và ok, đầu tiên, thứ hai em sẽ test mic 1 ạ. Alo. 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 Em sẽ tăng echo lên ạ. Alo. Alo. Và delay ạ. Alo. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, và mic 1 đã ok ạ. Em sẽ test mic 2 ạ. Alo, alo, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Alo, alo. Ok, như vậy mạch đầu tiên đã chạy ok ạ. Chúng ta đến mạch tiếp theo ạ. Đầu tiên em sẽ kết nối nguồn ra, đầu ra. Vâng, và em test nhạc music trước ạ. Ok, volume music đã ok ạ. Em test mic 1 ạ. Alo, alo, alo. Alo, 1, 2. Alo. Alo. Và ok, em test mic 2 ạ. Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alo, 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 alo.
Và ok, như vậy mạch đã chạy bình thường ạ. Và đầu tiên em test mic 1 ạ. Alo. Alo. Alo, alo. 1 2 3 4. Alo. 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 Vâng, và ok, mic 1 đã chạy bình thường. Em test mic 2 ạ. Alo. 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 1 2 3. Alo. Alo. Và ok, mạch đã chạy ok ạ. Alo. 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 1 2 3. Alo. 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 Và ok, mic 1 đã hoạt động bình thường ạ. Alo. 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 1 2 3 4 5 6 7 8. Lâm. Và ok, mic 2 chạy ok ạ. Và ok, như vậy mạch đã chạy ổn định ạ. Chúng ta đến mạch tiếp theo ạ. Và ok, em test mic 1 ạ.
lâm lâm alo 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 một hai ba lâm. Và ok, mic 1 chạy ok ạ. Ok ạ, mic 2 chạy ok ạ. Và ok, mạch đã chạy ok ạ. Và ok, như vậy hôm nay mình đã test 5 mạch micro 12V đơn V2 đã chạy rất ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên của mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ạ.